tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Nợ Tình của nhà văn Hồ Biểu Chánh, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1, sao lại từ hôn? Con người có khi buồn mà cũng có khi vui, chẳng khác nào trời có bữa mưa mà cũng có bữa nắng. Cây cỏ nhờ có mưa rồi có nắng mới sởn sơ tươi tốt mà kết quả đơm hoa. Con người có buồn rồi có vui, thay đổi mới ẩn nhẫn mà sống lâu, chứ bắt buồn luôn luôn hoài, trời lại sợ người ta say mê dâm dật mà chết yểu, rồi thành ma thành quỷ càng hại hơn nữa. Có lẽ vì định luật như vậy nên một lúc nọ bầu trời đương thanh bạch, tình cờ mây đen giăng mù mịt, mặt biển đương lặng trang, thình lình nổi sóng gió ồn ào. Con người giàu buồn giàu vui mà thấy quang cảnh đổi thay bất ngờ thì ai cũng giật mình ngơ ngẩn, rồi phần nhiều trộn rộn lăng xăng, đầu này tìm chỗ đặng ẩn thân, đầu nọ vạch đường cho tiện bước. Hạng thanh niên tân tiến khắp trên địa cầu đều bị hoàn cảnh lôi cuốn nên tinh thần rộn rực, tâm trí lung lay. Bởi vậy nhiều người ở chung trong một nhà mà cũng hết đồng ý đồng tình, huống chi sống khắp nơi ngoài bốn biển, làm sao mà được nhất tâm nhất đức. Giữa lúc xôn xao chen lấn, giàu hay giàu dở nào, ai có chịu nhịn chịu thua, mỗi người đều lo vạch đường vạch lối mà đi cho hợp với chí hướng của mình. Từ đông qua tây, đâu đó đều châm nơm bươi móc sách xưa truyện mới mà dò xem ý tứ của tiền nhân đặng noi theo. Bởi vậy nhiều học thuyết lạ lùng, nhiều chủ nghĩa kỳ quái mới phát hiện ra lỗ sổ như nấm mọc trong rừng, như mạ gieo ngoài ruộng. Đọc tiểu thuyết Từ Hôn viết và xuất bản năm 1937, nhà xuất bản Lửa Hồng tái bản năm 1952. Nhiều bạn đã thấy lúc đó ở Sài Gòn, gần chợ Thái Bình, có ba cậu thanh niên học thức ở chung một nhà, mà một cậu thì thờ chủ nghĩa vô vi vô tự, một cậu lại bày chủ nghĩa tự trọng tự cao, còn một cậu giản dị nên theo chủ nghĩa vô khả vô bất khả. Ở chỗ khác còn có nhiều chủ nghĩa khác nữa, nào là xã hội nhân sanh, nào là gia đình dân tộc, nào là túng dục tự tứ, nào là an mạng lạc thiên, nào là bác ái từ bi, nào là xá sanh thủ nghĩa. Có đủ thứ hết, không thể kể cho xiết. Hôm nay chúng tôi tập mạch giới thiệu với các bạn một cậu thanh niên trí thức khác. Cậu này cũng sống đồng thời với ba cậu trong quyển tiểu thuyết Từ Hôn. Cậu này cũng ở gần đó, ở bên phía Vịnh Hội, ngang chợ Cầu Kho. Vì bổn tánh lạc quan nhưng khiêm nhượng nên cậu lấy hai chữ Thứ Tiên mà đặt bút hiệu. Cậu Thứ Tiên nghe người ta tuyên bố chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ lăng xăng, cậu trề môi mà nói: thiên hạ khéo bày đặt cho rộn ràng, họ cãi trời, họ vong bổn, nên họ mới đi sái đường lạc lối. Theo ý cậu thì trên đời chẳng có chủ nghĩa nào cao quý, đáng phụng thờ cho bằng chủ nghĩa ái tình. Chủ nghĩa ái tình là một chủ nghĩa thiên nhiên kỳ cựu, chủ nghĩa của tạo hóa đặt ra từ khi mới có loài người phát hiện trong thế gian. Sở dĩ tạo hóa đặt ra chủ nghĩa ấy là vì tạo hóa phân định có âm, có dương, có đàn bà, có đàn ông, có cái, có đực, có mái, có trống. Trên mặt địa cầu tức thị phải có ái tình để cho muôn loài thương yêu nhau, đặng sống chung cho êm ấm, đặng sanh sản thêm cho đông đảo mà giúp đỡ cậy nhờ nhau. Cậu cảm thấy cái chủ nghĩa thiêng liêng của tạo hóa đó là chủ nghĩa cần thiết của loài người hơn các chủ nghĩa khác hết thảy. Tại con người có tánh hỡn hờ, thứ gì mà được thưởng thức hàng ngày thì hay khinh thường, rồi lại thêm nhàm chán. Hơn nữa, cái đẹp mà trải qua nhiều đời, lớp thì bị nhân tâm biến chuyển, lớp thì tấn khóa đẩy đưa, vẻ đẹp lần lần phải lợt phai. Bởi vậy ái tình là cây trụ cốt thiên nhiên của xã hội loài người, là cơ động lực mạnh mẽ của nhân sanh chủng tộc, mà bị người ta quên lửng, không được người phụng thờ quý trọng nữa, nó mới lạc mất chánh nghĩa thiêng liêng của nó. Mãi đến thế kỷ 20 này, người ta lại còn khinh thị ái tình đến nỗi xem ái tình là một thứ tình tồi tệ,
là một chứng bệnh hiểm nguy. Người ta dẫn tích vô kiệt, vô trụ, vô u, vô lệ, mà dạy con em phải xa lánh ái tình, nói rằng nó sẽ làm cho người ta mất nước, sập nhà, nhơ danh, tán mạng. Bây giờ còn có mấy người nhảm nhí hoặc tham lam, họ cậy ái tình mà lừa gạt, để họ thỏa mãn nhục dục, hay là họ mưu lợi cầu danh mà thôi. Tại như vậy mà ái tình là một mối tình cao cả, đáng tôn sùng, bị người đời làm lạc nghĩa, nó quá ra thấp hèn, rồi chịu khinh bỉ. Đã biết con người đến tuổi nào và thuộc bực nào cũng có mang ái tình ngấm ngầm trong thâm tâm, nhưng vì thiên hạ cho ái tình là tật xấu xa hoặc bệnh nguy hiểm, bởi vậy ai cũng giấu giếm. Nhiều khi lửa ái tình hừng hực trong lòng mà cũng không dám hở môi hay hở miệng. Cậu thứ tiên không phải có óc thủ cựu hay là ý muốn lập dị nên trái với thiên hạ. Cậu sướng lên làm tông đồ cho chủ nghĩa ái tình không đúng nghĩa, làm cho tình cao thượng quá xa tình thấp hèn, nên cậu cương quyết phải định nghĩa ái tình lại cho chánh đáng, cho hợp với ý của tạo hóa. Cậu hăng hái hiến thân để phá tan thành kiến tồi tệ, làm cho ái tình lem luốc thấp hèn, và nâng đỡ ái tình mà đặt lên lại địa vị tối cao. Dầu phải thất công tốn của bao nhiêu, cậu cũng không nệ. Muốn đuổi theo chủ nghĩa phụng sự ái tình cho đắc lực, cậu thứ tiên lãnh viết bài phóng sự cho một tờ nhật báo lớn ở Sài Gòn. Đặng thừa chức vụ ấy, cậu điều tra chỗ hiểu lầm, cậu giảng giải chánh nghĩa cao quý cho già trẻ hay gái trai, đều sáng suốt mà nhận định ái tình. Nếu biết nuôi, cho thành thiệt chân chánh với ý chí thanh tao, thì nó giúp cho con người quảng đại tâm trí, vuông tròn nghĩa vụ, giúp cho thế giới an lạc, hòa bình, giúp cho gia đình êm ấm mà hưởng mùi hạnh phúc nực nồng, nếm tình thân yêu lai láng, không hờn giận, oán thù, không hiểm nguy, đau khổ. Thiệt, trót mấy tháng cậu thứ tiên hoạt động rất mạnh mẽ. Cậu viết bài mà đăng báo để tán dương đức tánh cao thượng của ái tình. Cậu đi từng sớm mặt tuyên bố chủ nghĩa ái tình là chủ nghĩa cần ích cho nhân sanh. Đã mấy lần rồi cậu có lên diễn đàn mà giảng giải tâm lý của ái tình. Cậu khuyên nam nữ đồng bào chẳng nên khinh thường ái tình, phải dùng nó mà xây dựng gia đình trăm năm, chứ đừng cậy nó mà giúp vui cho một lúc. Nghe cặp tình duyên nào yêu nhau rồi lại lẳng lơ muốn rời rã, hoặc hăng hái toan phối hiệp mà bị thân tộc cản ngăn, thì cậu chịu khó giúp kế giúp lời để phá tan trở ngại. Hay nhà nào sắp đăng lời cáo phó lên mặt báo cho thân tộc xa gần hay biết, rồi cậu còn thi công đến dự tiệc cưới đặng tán tụng ái tình là nền tảng thiên nhiên của gia đình, và chúc mừng cho hai họ trăm năm vững bền tơ tóc. Tuy cậu tận tâm nỗ lực phụng sự và đắp bồi ái tình không kể mệt mỏi, song một tay khó dỗ cho kêu. Lời nói hay mà nói ra giữa bãi sa mạc mênh mông, làm sao mà có tiếng dội. Bởi vậy mặc dầu hoạt động ráo riết mà bồi đắp ái tình, lượng sóng phá hoại cứ tràn tới như nước bể bờ. Cậu chận cản đầu này, nó tràn vào đâu nó. Cậu chạy chọt lăng xăng mà coi lại không có hiệu quả gì hết. Trong khoảng vài ba bữa, có khi mỗi ngày, các tờ báo cũng vẫn còn đăng tin cặp vợ chồng này đã nộp đơn xin phân ly, cặp vợ chồng kia đã được án phá hôn thú. Chị đàn bà này vì ghen tương nên tự tử, hoặc chế dầu mà đốt chồng, hoặc tra thuốc độc mà giết chồng. Anh đàn ông kia vì yểm cựu nghinh tân nên bỏ vợ con bơ vơ nghèo khổ. Cậu trai này gạt gái gieo tình, làm cho lem luốc tiết trinh, rồi ngảnh mặt đi tìm chỗ khác mà gây tai hại nữa. Cô gái nọ đã nặng lời quyền ước với chung tình, rồi thấy người khác giàu sang hơn thì phụ tình cũ mà gầy duyên mới. Cậu thứ tiên đứng trước những tình cảnh trái ngược với chủ nghĩa của cậu như vậy, thì cậu bực tức hết sức, bực tức nhưng không chán nản. Trái lại cậu lại càng hăng hái mà đi tới. Cậu cương quyết làm hoài, làm cho thiên hạ thấu hiểu chánh nghĩa của ái tình, đặng tôn sùng ái tình mà đem lại mỹ tục thuần phong cho an nhà lợi nước. Cậu hăng hái đuổi theo chủ nghĩa đến nỗi ngày thiên hạ nghỉ ngơi mà cậu cũng không nằm nhà. Sáng chủ nhật, cậu thứ tiên thay đồ tử tế rồi xuống ghe đò đi qua chợ Cầu Kho, kiếm xe xích lô ra bến thành, đặng chung chạ với nữ tú Nam Thanh mà giải bày chủ nghĩa. Đi ngang qua trường nữ lưu học hiệu, cậu thấy cô Cẩm Hương là hiệu trưởng đương đứng ngoài cửa trường mà ngó thiên hạ lại qua. Cậu chào cô và hỏi: "Cô mạnh khỏe hả cô Đốc?" "Cảm ơn, mạnh luôn. Mạnh nên mới ra đứng đây mà chơi được chứ." "Thấy cô đứng đó tự nhiên tôi biết cô mạnh,
Nhưng theo điệu xã giao lịch sự, hễ gặp nhau phải hỏi thăm sức khỏe vậy mà. Thế cô đã chọn chủ nghĩa trớ trêu mà thờ hay sao, nên cô trả lời trật trễ như vậy hử? Còn nói chủ nghĩa nữa, thiệt mấy ông này sanh chứng bày đặt nhiều chuyện quá. Không phải sanh chứng, đời này phải chọn một chủ nghĩa đi có dẫn đường lối mà đi cho hợp với tâm trí của mình. Tôi phải làm theo người ta, tôi chọn chủ nghĩa phụng sự ái tình là chủ nghĩa thiên nhiên, kỳ cựu, hữu ích cho đời hơn các chủ nghĩa khác. Tôi tưởng cô cũng phải có chủ nghĩa rồi chứ. Tôi do lương tâm, do lẽ phải mà làm, không cần chủ nghĩa gì hết. Vậy chứ không phải cô thờ chung một chủ nghĩa với tôi hay sao? Chủ nghĩa gì mà thờ chung? Chủ nghĩa ái tình. Cha chả, bây giờ ông thả dê ăn tới sân của tôi nữa hay sao? Không, tôi nói thiệt chứ đâu phải chọc ghẹo. Tôi có vợ mà, lại cô lớn tuổi đáng chị tôi. Tôi thờ chủ nghĩa ái tình, tôi là tông đồ của chủ nghĩa đó. Có lẽ nào tôi gây ái tình bậy bạ như họ hay sao mà cô nghi? Tôi tưởng cô thờ chung một chủ nghĩa với tôi là vì hôm trước cô gặp tôi, cô cho tôi hay sắp có đám cưới, và cô hứa cô sẽ gửi hồng thiệp mời tôi. Chừng nào mới cưới? Hôm nay tôi có ý trong, sao chưa thấy thiệp? Còn chờ gì nữa? Hễ gây ái tình thì cưới phước cho rồi. Ngày nào cũng là ngày trời, có ngày nào tốt hơn ngày nào đâu mà chọn lựa. À, đám cưới tôi nói với ông hôm trước đó à? Hư rồi. Sao vậy? Họ từ hôn rồi. Ai từ hôn? Cô từ hay là đàn trai từ? Không phải đám cưới của tôi. Đám cưới tôi nói đó là đám cưới của bạn học trò của tôi. Tôi đứng làm mai mà thôi. Làm mai gì dở vậy? Sao lại để hỏng đi? Mà đàn gái từ hôn hay là đàn trai? Đàn trai. Ủa, trai gì mà khờ vậy? Gái không chạy, sao trai lại chạy đi? Thế khi chàng không yêu nàng mà tại cô dụ dỗ nên chàng chịu, rồi chàng nghe lại, hoặc tánh hạnh nàng không tốt, hoặc cha mẹ nàng không xứng đáng nên chàng tháo trúc chứ gì? Không phải vậy. Nàng có sắc đẹp, lại là con bà huyện giàu có nữa, nàng yêu chàng đắm đuối, chàng cũng yêu nàng hết sức nữa. Nhưng chàng viết thơ mà nói tại hai đàn thành thiệt yêu nhau đó nên chàng hổ thẹn mà từ hôn. Cái gì kỳ vậy? Yêu nhau thì cưới, có chỗ nào quấy đâu mà hổ thẹn nên từ hôn. Mời ông vô nhà chơi. Vô ngồi đặng tôi nói hết công chuyện cho ông nghe. Tôi sẽ cho ông đọc bức thơ từ hôn nữa. Cậu Thứ Tiên theo cô Cẩm Hương vào phòng khách. Cô Cẩm Hương mời khách ngồi, kêu người nhà biểu rót bưng ra hai tách trà. Rồi cô ngồi ngang mặt Thứ Tiên mà nói: Việc này làm cho tôi bực tức 3-4 bữa rồi ăn ngủ không được. Tôi chưa hiểu duyên cớ, mà vừa nghe sơ qua tôi cũng giận. Yêu nhau sao lại không chịu cưới? Vậy mới trái đời, ngược ngạo quá. Tôi là mai, tôi thất công gần cả tháng, mà tôi lại còn phải xuất tiền nhà, mà cho mượn, đặng may áo quần, sắm giày vớ, mua lễ vật, trả tiền xe. Tốn hao tôi gần bạc ngàn chứ ít sao. Chừng đàn gái người ta biểu chọn ngày cưới thì viết thơ lén gửi mà từ hôn, rồi trốn đi mất, không cho tôi hay biết gì hết. Ông nghĩ coi đáng tức hay không? Cô bị điếm gạt, đặng sắm di kiến đủ rồi nó dông chứ gì. Có phải điếm đâu. Điếm gì mà khờ quá vậy? Thiệt, ban đầu mới hay tin tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi xét kỹ lại, vợ yêu mà mẹ vợ cũng cương quá. Nếu điếm thì làm đám cưới riết, đặng về đó nằm chổng cẳng mà ăn sướng như tiên, dại gì lại từ hôn mà bỏ trốn. Mà ai ở đâu mà kỳ cục vậy? Cô nói thiệt cho tôi biết, đặng tôi kiếm mà điều tra coi tại duyên cớ nào mà trốn. Tôi đem chủ nghĩa của tôi ra tôi giảng cho cậu ta nghe, rồi tôi dắt cậu ta về đặng làm đám cưới. Cha chả, ông làm được như vậy á, con Bạch Yến nó mang ơn ông lắm. Tội nghiệp, hôm nay nó thương nhớ, nó khóc không ráo nước mắt. Mà tôi đây cũng cảm ơn ông nữa, chứ tôi tốn bạc ngàn mà vô lối, thiệt tôi tức quá. Mà ai đâu, xin cô nói cho rành rẽ, đặng tôi biên rồi tôi đi kiếm giùm cho. Cậu Thứ Tiên lấy cuốn sổ tay với cây viết máy ra mà chờ nghe đặng biên. Cô Cẩm Hương mới nói: Tôi có quen với cậu Châu Tất Đắc, là con của ông Phủ Đào hồi trước ở dưới Long Xuyên. Hồi nhỏ cậu học tại Sài Gòn đây được mấy năm, cha mẹ gửi ở nhà tôi, vì vậy nên tôi coi cậu cũng như em cháu. Lúc đó ông Phủ có tiền mới cho cậu ta qua Tây mà học cho mau.
cậu đi được 5-6 năm gì đó thì ông phủ mất, bà phủ đánh dây thép kêu cậu về. Cậu có bằng tú tài kỳ nhất, qua kỳ nhì cậu thi rớt nên phải tiếp học lại đặng có thi nữa. Té ra chưa kịp thi mà cha mẹ kêu về nên cậu phải bỏ mà về. Vì không có anh em, lại lúc ấy gia đạo khiếm khuyết, không thể ở học thêm nữa được. Về ở nhà chừng vài năm thì bà già cậu mất nữa. Còn trơ trọi một mình, cậu buồn nên bán hết đồ đạc mà trả nợ cho mẹ. Còn dư chút đỉnh cậu bỏ túi đi lên Sài Gòn. Tuy chưa có đủ bằng tú tài toàn phần, song theo học lực của cậu thì cậu đi làm việc mà nuôi sống có lẽ không khó. Ngặt tâm trí của cậu với đầu óc của cậu không giống người ta. Với bằng tú tài phần thứ nhất, tự nhiên làm việc lương bổng ít hơn người có bằng toàn phần. Cậu bất bình. Cậu nói cậu có học toán gần 2 năm, cậu không chịu ăn lương thua mấy người may mà thi đậu. Cậu không thèm làm việc sở nào hết. Cậu làm quen với hai thầy ở gần chợ Thái Bình, rồi hai thầy mời cậu ở chung trong một căn phố chật hẹp, thiếu vệ sinh, thiếu tiện nghi, vật gì cũng thiếu cả. Hai thầy đó, một thầy làm giáo sư trong một trường tư thục, còn một thầy làm việc cho một hãng buôn mà lại ham tập viết văn. Ông giáo sư thì kiếm mấy học sinh giàu mà muốn học riêng toán pháp cho cậu tất đắc dạy. Còn thầy làm việc hãng buôn thì suối cậu viết bài, rồi thầy đem cho mấy nhà báo đăng. Họ trả tiền bút phí cho cậu xài. Cả ba người không có vợ con, không có bồi bếp, mà chung sống với nhau như vậy coi bộ cũng vui. Lúc có tiền nhiều á thì dắt nhau lại tiệm, lại quán mà ăn cơm. Bữa nào thiếu tiền mua bánh mì lạp xưởng về nhà ăn với nhau, rồi uống nước lạnh cũng được. Đồ đạc thì không có gì lắm, đã đành. Mà áo quần thì cũng lôi thôi, chỉ có một bộ đồ nỉ, để trong ba người mà người nào cần phải đi đám tiệc thì lấy mà bận. Đó, ba người chung sống cảnh đời kỳ cục như vậy đó, mà ai cũng vui chứ không biết buồn. Tuy họ đồng tâm trí với nhau, song đầu óc họ lại khác hẳn. Mỗi người có một chủ nghĩa riêng, ai thờ chủ nghĩa ấy, không ai chịu phục ai. Cậu Thứ Tiên bèn chặn cô Cẩm Hương lại mà nói: "À, có chủ nghĩa riêng. Xin cô chậm chậm mà nói tên họ với chủ nghĩa của mỗi người cho tôi biên, đặng tôi nhớ." Cô Cẩm Hương nói: "Cậu Châu Tất Đắc quen với tôi, cậu thờ chủ nghĩa vô vi, bởi vậy cậu không chịu cực sát, không ưa mệt trí. Cha chả, nhiễm học thuyết của lão tử Trang Tử chứ gì. Còn hai cậu kia, có việc làm mai cho cậu Tất Đắc cưới vợ, tôi tới lui tôi mới quen với hai cậu kia. Cậu giáo sư tên Võ Lộ, cậu thờ chủ nghĩa vô khả vô bất khả. Muốn làm thánh chi hòa nên bắt chước cụ Liêu Hạ Huệ hồi đời xưa à. Còn cậu làm việc hãng buôn tên Nguyễn Tự Cao, cậu theo chủ nghĩa tự cao tự trọng. Chọn chủ nghĩa như vậy cho hợp với tên của cha mẹ đặt, mà có lẽ ý cũng muốn làm thánh chi thanh như Bá Di Thúc Tề, không thèm ăn thóc của nhà Châu. Nếu ba cậu đều thành thật mà chết sống với chủ nghĩa thì tôi không dám chê. Mặc dù cả ba chủ nghĩa đó thấp hơn chủ nghĩa ái tình của tôi, thấp hơn nhiều. Mà thôi, cô nói tiếp cho tôi nghe coi, tại sao có việc làm mai rồi lại có việc từ hôm nữa?" Cô Cẩm Hương nói: "Hôm Sài Gòn tổ chức cuộc hội chợ, tôi có dọn một gian hàng trong đó mà chưng bánh mứt. Một buổi tối tôi gặp cậu Tất Đắc vô xem hội chợ, tôi mời cậu tại gian hàng của tôi mà uống trà. Bà Nguyễn Hớn là một quá phụ giàu sang ở trên Tân Định, có biệt thự, có phố xá, có ruộng đất, mà chỉ có một đứa con gái tên là Bạch Yến, vốn học trò cũ của tôi. Cô Bạch Yến mới hơn 20 tuổi, có nết na, có sắc đẹp, mà chưa có chồng. Hai mẹ con mặc quần áo thiệt đẹp, Bạch Yến đeo xoàng thiệt lớn. Mẹ con cũng dắt nhau đi xem hội chợ, rồi cũng ghé gian hàng tôi mà chơi. Tôi giới thiệu cậu Tất Đắc, bữa đó bận bộ đồ nỉ xám coi cũng thiệt sang trọng. Tôi chưng cậu là bác vật, chưng nhậu cho cậu quay. Hai đàn làm quen với nhau rồi ngồi ăn bánh uống trà mà luận thế tục. Cậu Tất Đắc sổ ra những lý luận nghiêng trời động đất theo chủ nghĩa vô vi, vô tư lự của cậu, làm cho mẹ con của Bạch Yến cười ngất nga ngất nghẽo, vui lại khen cậu nói nhầm lý, chứ không phải khinh nhạo chê cậu nói điên nói khùng. Bạch Yến cứ đeo theo chọc cho cậu nói, rồi biểu tôi dắt đi xem cho đủ các gian hàng, đặng có dịp mà nghe cậu nói chuyện thêm nữa. Đi chơi với nhau khắp hết, thấy đã khuya nên bà Nguyễn mới tính từ biệt mà về. Nhưng bộ mẹ con còn tiếc nên mời tôi với cậu Tất Đắc bữa nào có dịp đi lên phía Tân Định thì ghé mà uống trà nói chuyện chơi nữa.
Tôi hiểu biết mẹ con bà Quyện có thiện cảm với cậu Tất Đắc rồi. Bởi vậy chừng mẹ con bà đi xa, tôi mới ướm thử bụng cậu. Tôi hỏi cậu như muốn cưới Bạch Yến thì tôi làm mai giùm cho. Cậu trề môi lắc đầu mà nói: cưới vợ rồi, có con lòng thòng, phải làm mệt nhọc mà nuôi. Việc đó trái với chủ nghĩa của cậu, nên không bao giờ cậu có nghĩ tới việc cưới vợ. Cậu nói rồi cậu từ tôi mà đi liền. Sáng bữa sau Bạch Yến xuống trường thăm tôi, mà nói bà Quyện biểu hỏi coi cậu Tất Đắc hồi hôm đó là con của ai, ở đâu, cậu có bà con với tôi hay không. Tình thiệt tôi nói cậu là con ông Phủ Đào hồi trước ở Long Xuyên. Lúc cậu còn nhỏ cha mẹ gửi ở nhà tôi mà đi học, nên tôi thương cũng như em cháu chứ không có bà con. Sau cậu có qua Pháp mà học 5-6 năm, vì cha mẹ lần lượt chết hết nên cậu phải trở về xứ. Cậu Thứ Tiền nghe nói tới đó thì cậu cười mà nói: cậu Tất Đắc tuyên truyền chủ nghĩa đã có hiệu quả rồi. Nhờ chủ nghĩa mà cậu phải sống cực nhọc, bây giờ sắp có vợ đẹp và giàu nữa. Hèn chi cậu thờ chủ nghĩa của cậu là phải lắm. Vậy mà cậu không chịu mới kỳ chứ. Mẹ con bà Quyện có cảm tình với cậu đã thấy rõ ràng. Giả quan phủ hồi trước thanh liêm, nên ông qua đời không có để sự sản gì cho vợ con hết. Thấy cậu Tất Đắc vất vả tôi thương. Bởi vậy bữa sau tôi qua chợ Thái Bình kiếm cậu. Tôi hỏi gắt lại như cậu bằng lòng cưới cô Bạch Yến thì tôi làm mai giùm cho cậu, có chỗ nương dựa, khỏi cực khổ tấm thân. Tôi gặp đủ ba cậu ở nhà hết. Nghe tôi nói chuyện làm mai thì cậu Tất Đắc liền chưng chủ nghĩa mà bắt bẻ, không chịu có vợ mà phải làm cực khổ đặng nuôi vợ con. Tôi nói người ta giàu có, người ta sẽ nuôi cậu chứ ai cần cậu nuôi. Cậu tự cao mới bày chủ nghĩa cậu mà cãi với tôi. Cậu nói làm trai phải giữ nhân phẩm, ai đành mong đàn bà nuôi mà nói chuyện vợ giàu. Nếu húng hính ra vô để cho vợ nuôi, như nó nuôi mèo nuôi chó trong nhà, thì còn mặt mũi nào mà ngó thiên hạ. May có cậu Võ Lộ đem chủ nghĩa vô khả vô bất khả của cậu mà tiếp tôi. Cậu mới cắt nghĩa: chịu cưới vợ hay là không chịu hai lẽ ấy, muốn lẽ nào tự ý, lẽ nào cũng có cái hay lộn với cái dở. Chứ còn mình phải nuôi vợ hay là vợ sẵn lòng nuôi mình, việc đó không thành vấn đề. Vợ chồng thì nuôi nhau, vợ có tiền còn mình không có thì nó nuôi mình, chừng mình có tiền còn nó không có thì mình nuôi lại. Nếu vợ giàu có, nó có tiền nhiều, nó biểu mình đừng làm gì hết, cứ ăn no rồi nằm chơi để cho nó nuôi, có phải nó dại nó chịu lỗ đâu. Nó nuôi cơm nước tốn hao có bao nhiêu, mình đút cơm cho nó cái đó mới quý giá chứ. Nếu nó không biết sanh con thì lỗi về phần nó, lỗ nó phải chịu, nó có trách mình được đâu. Võ Lộ cắt nghĩa như vậy thì theo đúng chủ nghĩa của cậu thiệt. Ừ, nhờ cắt nghĩa kỳ cục như vậy cậu Tất Đắc mới chịu cưới cô Bạch Yến. Nhưng cậu than nếu người ta hỏi cậu làm sở nào, cậu không có làm gì hết, sợ người ta chê họ không gả thì cậu mất thể diện. Tôi nói tôi bảo lãnh việc đó, đừng lo họ chê. Vì đêm trong hội chợ tôi đã có giới thiệu cậu là bác vật, vậy cậu cứ khoe cậu có bằng cấp bác vật thuộc về hầm mỏ, có hội đi tìm mỏ vàng mỏ bạc trên lèo năn nỉ cậu giúp sức. Cậu đã hứa lời. Người thay mặt cho hội đã viết thơ về trụ sở bên Pháp rồi, chỉ còn đợi ban quản trị của hội trả lời thì cậu đi lên lèo tìm mỏ. Dùng trước như vậy mà cưới vợ giàu thì hợp lý lắm, sao có đổ bể thì thiệt là đào mỏ chứ đâu phải dối. Vậy chứ sao, có vậy mới trúng theo trong kinh nói: cái giả đó là thiệt, cái thiệt lại là giả. Nhưng có đổ bể đâu mà lo. Tôi biết bà Quyện giàu có, mà bà có một đứa con, hễ bà chịu gả thì bà có cho đi lên lèo đâu mà sợ. Mỗi tháng có lương bạc muôn bà cũng không ham. Cậu Tất Đắc lại than không có quần áo cho tốt, mà cũng không có tiền bạc, làm sao cưới vợ cho được. Tôi hứa tôi bao cho cậu hết thảy, dầu tốn mấy ngàn tôi cũng xuất cho. Nhưng tôi giao chừng cưới Bạch Yến được rồi á thì òn ý với vợ kiếm trả lại cho tôi 2 ngàn mà thôi. Cậu chịu, nhưng cậu buộc tôi lại, nếu cưới không được thì quê cậu khỏi trả gì hết. Cậu viết tờ giao kết cho tôi cầm, tôi mới dắt cậu đi mai mấy bộ đồ tây thiệt bảnh, sắm giày nón đủ bộ dẫn hết. Rồi tôi lên nói với bà Quyện, bà sẵn lòng chịu gả nhưng cương quyết bắt rể ở với bà, không chịu cho đi lèo. Vậy thì trúng kế rồi. Trúng ngay. Bà Quyện chọn ngày với tôi rồi dắt cậu lên ăn cơm. Bà có mời khách ít người như đi lễ cầu thân. Chủ khách đều quý trọng cậu Tất Đắc, ai cũng gọi cậu là bác vật ngon lành.
Giữa đám đông bà Quyện lại nói công khai bà không cho cậu lên lèo mà tìm mỏ tìm mồng gì hết. Bà biểu viết thơ mà rút lời hứa lại. Ăn cơm tối rồi khách đàn ông về hết, còn mấy bà ở lại đánh bài chơi với tôi. Tất Đắc với Bạch Yến dắt nhau ra vườn hoa mà trò chuyện coi bộ mùi lắm. Hai người hẹn hò với nhau, rồi tới chủ nhật hai người xuống nhà tôi mà nói chuyện đặng định ngày cưới. Tôi tính trước đi Sài Gòn để cho hai người nói chuyện thông thả cả một buổi sớm mơi. Vậy mà về rồi bữa sau Tất Đắc viết thơ gửi cho Bạch Yến mà từ hôn. Thiệt không biết sao mà nói được. Bạch Yến tiếp được thơ, lật đật lên xe đem xuống cho tôi đọc. Cô khóc tức tuổi, thiệt tội nghiệp hết sức. Tôi giận quá, tôi dắt Bạch Yến lên chợ Thái Bình mà kiếm. Thì hai cậu Tự Cao với Võ Lộ nói Tất Đắc tôm góp áo quần vô vali mà đi hồi khuya, không cho biết đi đâu, chỉ nói không thèm ở đất Sài Gòn nữa, mà đến chết cũng không trở về đây. Bạch Yến nghe như vậy, cô tối tăm mày mặt muốn xỉu. Tôi phải đỡ cô lên xe, dìu dắt cô về trường đặng an ủi cô. Cô nằm khóc hoài. Cô nói nếu có ai chịu đi kiếm Tất Đắc mà đem về cho cô thì tốn hao bao nhiêu cô cũng chịu. Tôi cũng phiền quá, tôi đã tốn gần bạc ngàn chẳng nói làm chi. Cậu Tất Đắc báo hại cho tôi mất lòng tin cậy mẹ con bà Quyện, cái đó mới khổ cho tôi lung lắm. Tôi an ủi rồi đưa Bạch Yến về đặng tôi xin lỗi với bà Quyện. Tôi phải hứa tôi kiếm, ngặt tôi làm sao bỏ trường mà đi kiếm cho được. Trong bức thơ viết để lại mà đi, cậu Tất Đắc có nói rõ tại cớ nào mà cậu từ hôn hay không? Có chứ, cậu thú thiệt, cậu là thằng điếm, cậu dùng chiếc giả dối gạt tôi mà cậy tôi làm mai đặng cưới Bạch Yến. Chứ thiệt cậu không có bằng bát vật, mà cũng không ai cậy cậu lên lèo mà tìm mỏ gì hết. Chứ chi mẹ con bà Quyện là người háo danh háo lợi, thì cậu gạt luôn để đào mỏ như thiên hạ, cho có vợ đẹp mà âu yếm, cho có mẹ vợ giàu mà cậy nhờ. Chẳng dè được gần gũi mấy lần, cậu nhận thấy bà Quyện là người đúng đắn, thành thật, thương yêu cậu. Còn Bạch Yến lãng mạn đa tình, say mê lời dụ dỗ mà yêu cậu một cách vù quáng. Tại vậy nên cậu hồi tâm bất nhẫn, không nỡ mang mặt nạ mà thực hành trước giả dối được. Tại Bạch Yến yêu cậu mê mẩn, mà bây giờ cậu cũng yêu cô đắm đuối nữa, nên cậu kính trọng tình yêu, rồi cậu hổ thẹn vì cách giả dối. Cậu phải dứt tình mà từ hôn đặng xa lánh, cho khỏi thẹn với người yêu. Nếu vậy thì cậu này biết nâng cao ái tình. Cậu cũng thờ một chủ nghĩa với tôi mà. Tôi phải tìm cho được cậu đặng tôi nói chuyện, rồi lập thế biến tình giả ra tình thiệt, cho hai đàn sum hiệp trăm năm mà vui thú gia đình. Chớ chi tôi được xem bức thơ từ hôn, tôi xem xét ý tứ châu đáo thì tìm gặp tôi nói chuyện mới dễ. Tôi có chép một bổn tôi cất đây, để tôi lấy cho ông xem. Bổn chính cô Bạch Yến giữ. Cô Cẩm Hương mở tủ lấy bổn sau trao cho Thứ Tiên. Cậu xem sơ qua rồi cậu xin cho mượn, đem về cậu chép một bổn nữa, hứa bữa sau cậu sẽ trả bổn này lại cho cô. Cô Cẩm Hương thấy ý Thứ Tiên sốt sắng muốn kiếm giùm Tất Đắc, thì cô tính làm vui lòng khách nên cô nói: ông cất luôn bổn đó đi mà đi kiếm giùm luôn cũng được, khỏi chép thất công. Để tôi biểu Bạch Yến chép một bổn khác cho tôi. Mấy bữa rày tôi tức quá nên đọc đi đọc lại hoài nên gần thuộc lòng. Ông kiếm được Tất Đắc thì tôi cảm ơn ông lắm. Tôi phải kiếm cho được tôi mới nghe. Ngay bây giờ tôi phải đi qua chợ Thái Bình đặng làm quen với hai cậu Tự Cao với Võ Lộ mà nói chuyện. Với cô thì họ giấu, còn với tôi chắc có lẽ họ nói thiệt. Mà tôi có cách nói chuyện, tôi dụ họ lần lần, làm cho họ tin, rồi việc gì kín cho mấy đi nữa họ cũng nói hết. Ừ, ông ráng nói giùm. Ông muốn gặp cô Bạch Yến hay không? Nếu tôi được nói chuyện với cô Bạch Yến và bà Quyện Hớn thì càng hay. Tôi dò tình ý hai mẹ con đặng tôi điều tra cho dễ. Bữa nay chủ nhật tôi rảnh, tôi muốn mời ông chiều nay lối 4 giờ, trời mát, ông đi với tôi lên Tân Định đặng thăm hai mẹ con bà Quyện. Được, đúng 4 giờ tôi sẽ qua đây. Bây giờ tôi phải đi qua chợ Thái Bình. Cậu Thứ Tiên cáo từ mà đi. Cô Cẩm Hương đưa khách ra cửa, trong lòng mừng thầm, mừng có người sốt sắng giúp mình mà tìm Tất Đắc. Chương 2: Dễ gì tìm kiếm. Người đi ban đêm tăm tối, may có trời chớp hay là gặp vài con đom đóm cũng đỡ khổ ít nhiều. Tất Đắc đi mất, cô Cẩm Hương bối rối không biết cậu đi ngã nào mà tìm. Tình cờ có người vì chủ nghĩa, vì nhiệm vụ quyết đi kiếm Tất Đắc đặng dụ dỗ trở về cưới Bạch Yến, không đợi cô cậy mượn.
Cẩm Hương mừng quá, mừng chắc cuộc tình duyên của Bạch Thiến khỏi hư hỏng. Mình khỏi hổ ngươi với mẹ con bà Quyện, mà số tiền mình đã ra rồi cũng sẽ đòi lại được. Bởi vậy cô hân hoan vô cùng. Thứ Tiên đi rồi thì Cẩm Hương thay áo và lên xe đi Tân Định, đặng thông tin cho mẹ con bà Quyện hớn hay liền. Hay có người sốt sắng lãnh đi kiếm tất đắc dùm cho. Lại hay chiều nay người ấy sẽ đến nhà nói chuyện cho hiểu rõ tình ý, đặng tìm gặp tất đắc thì dễ phân trần với cậu mà đem cậu trở về cho loan phụng đủ đôi, cho sắp cầm hòa nhịp. Mẹ con cô Bạch Yến đưa buồn rầu, con thất tình cứ nằm trong phòng mà khóc thầm. Khóc vì duyên phận lỡ làng, mà cũng vì lửa tình vừa mới cháy phừng rồi lại tắt mất. Còn mẹ lại nằm chèo que ngoài ván, phiền vì cái mơ mộng gả con cho người tử tế, khôn ngoan, học rộng đã tan dở. Lại còn buồn không biết phải ăn nói làm sao với bà con quyến thuộc bây giờ. Thình lình cô Cẩm Hương săn sớm bước vô, thấy bà Quyện nằm vào vào, cô liền nói: Thưa bà, có người thờ chủ nghĩa ái tình, hay chuyện cậu tất đắc từ hôn thì bất bình, nên hăng hái chịu lãnh đi kiếm mà dắt cậu về. Bà Quyện nghe như vậy thì lầm cơm ngồi dậy. Cô Bạch Yến nghe tiếng cô Cẩm Hương nghi có tin tức về tất đắc, nên cô cũng lật đật bước ra. Bà Quyện hỏi cô Cẩm Hương: Họ lãnh đi kiếm tất đắc, họ có định tiền thưởng là bao nhiêu hay không vậy cô đốc? Không không, ông này là một nhà văn lãnh mục khảo cứu, đặng viết bài phóng sự cho nhà báo. Vì ông thờ chủ nghĩa nâng cao ái tình, cố gắng kết tóc xe tơ cho nam thanh nữ tú. Ông hay tất đắc với Bạch Yến đã yêu nhau, mà vì một chuyện giễu cợt mà chơi không đáng kể, lại lấy đó làm hổ thẹn mà rã rời. Ông tức giận, ông quyết hàn gắn lại không cho gương bể, chứ không phải là người làm mướn mà tính tiền công. Ông vì chủ nghĩa chứ không phải vì tiền bạc. Chủ nghĩa, chủ nghĩa, tại sao bây giờ ai cũng bày chủ nghĩa như vậy không biết. Cậu tất đắc cũng vì chủ nghĩa nên sanh chuyện rắc rối đó. Như ông này, vì chủ nghĩa ông không tính tiền công, thì tôi cũng phải chịu tiền xe cho ổng đi kiếm chứ. Cô đốc nói với ổng ráng kiếm cho được tất đắc mà đem về đây, đặng tôi nói ba điều bốn chuyện cho cậu nghe, rồi cậu sẽ đi chứ sao lại trốn mà đi mất, không kèn không trống chi hết vậy. Cô Bạch Yến nói: Thôi má, nếu người ta trở về thì thôi, chứ má còn bắt lỗi bắt phải cho sanh chuyện nữa làm chi. Bà Quyện nói: Con đừng có nói dạ như vậy. Đời nay bị chủ nghĩa lộn xộn làm rối loạn đầu óc của cậu tất đắc. Cậu linh quýnh đi bậy bạ nên lầm lỡ rồi cậu hổ thẹn. Má là mẹ, má lớn tuổi, má có kinh nghiệm về đường đời. Má phải làm cho cậu định trí yên lòng, đặng cậu bớt hổ ngươi, rồi cậu mới bình tĩnh mà sống theo đời được chứ. Nếu má lặng thinh thì cậu cứ ái ngại trong lòng, sống mà không vui thì sống làm sao được. Cô Cẩm Hương nói: Lời bà Quyện nói rất phải lắm. Em Bạch Yến chẳng nên cãi với bà. Em phải bình tĩnh để cho bà với cô lo cho. Chừng kiếm được cậu tất đắc đem về đây, em cũng đừng nói gì hết. Bà với cô đủ lời mà nói chuyện phải quấy với cậu mà. Bạch Yến nói: Chuyện sập trời mà bình tĩnh sao được cô. Em muốn gặp ông nào lãnh đi kiếm anh tất đắc đó, đặng em nhắn ít lời. Cô Cẩm Hương cười mà hỏi: À ha, em muốn gặp ông Thứ Tiên hả? Chiều nay em sẽ gặp. Hiện giờ ông đương đi thăm hai cậu Tự Cao với Võ Lộ, đặng dò hỏi coi cậu tất đắc đi ngã nào, đặng ổng theo. Ông tỏ ý cũng muốn đi thăm bà với em, đặng dò tình ý mà nói chuyện với cậu tất đắc cho dễ. Cô có hẹn với ổng 4 giờ chiều nay, ổng lại nhà cô, rồi cô đưa ổng lên đây, đặng ổng nói chuyện. Chừng 4 giờ một khắc thì cô với ổng sẽ lên tới. Bà Quyện nói: Được, chiều ổng lên thì tôi sẽ tỏ ý của tôi cho ổng hiểu. Còn con Bạch Yến, con nói con muốn nhắn với ổng ít lời, nhắn sao đó con? Bạch Yến nói: Con sẽ dặn ổng, nếu kiếm gặp anh tất đắc mà ảnh cự nữ không chịu trở về, thì ổng phải nói cho ảnh biết rằng má đã định gả con cho ảnh rồi, thì con chỉ biết ảnh là chồng mà thôi. Nếu ảnh không về thì con ở độc thân mà chờ ảnh mãn đời. Con thề con không lấy chồng nào khác. Cô Cẩm Hương ngó bà Quyện mà cười. Bà Quyện nói: Hôm nay nó cứ nói như vậy hoài, phải làm sao mà kiếm cho được chứ.
Cô Cẩm Hương nói: "Tôi sẽ kệ ông Thứ Tiên cố gắng tìm cho được. Để chiều tôi đưa ổng lên đây, rồi bà nói thêm nữa cho ổng vui lòng mà giúp mình." Cô Cẩm Hương biểu Bạch Yến chép bức thơ của Tất Đắc mà cho cô một bổn khác, vì bổn đưa hôm nọ cô đã giao cho ông Thứ Tiên rồi. Bạch Yến hứa chiều cô sẽ đưa cho. Cô Cẩm Hương cáo từ mà về. Mới 3:30 chiều mà cô Cẩm Hương đã sửa soạn rồi hết, chờ cậu Thứ Tiên qua tới thì đi liền, kẻo mẹ con bà Quyện trong. Tuy hồi sớm mời bà Quyện nói kín đáo mà cô hiểu, bà mong cho Tất Đắc trở về, đặng bà nói cho cậu biết bà xóa bỏ chuyện bắt vật giả là chuyện giễu cợt không kể làm chi, nói rõ cho cậu yên lòng mà cưới Bạch Yến cho cô hết buồn. Bà đã giao kết hủy bỏ việc đi lên lèo mà kiếm hầm mỏ. Bao nhiêu đó không đủ thấy bà kể con người chứ không kể bằng cấp hay sao mà sợ hổ thẹn nên bỏ đi mất. Đúng giờ hẹn cậu Thứ Tiên qua tới. Không đợi cô Cẩm Hương hỏi, vừa bước vô thì cậu nói: "Hồi sớm mơ cậu kiếm được chỗ của Tự Cao và Võ Lộ rồi, nhưng Chúa Nhật hai cậu khóa cửa đi mất nên chưa gặp được. Vậy tối nay hoặc tối mai cậu sẽ qua Thái Bình mà kiếm nữa." Cô Cẩm Hương bèn biểu người nhà kêu hai chiếc xích lô rồi mời khách ra đi liền. Bà Quyện hớn hay trước nên sắp đặt sẵn sàng. Bà sai người đi chợ mua bánh ngọt và biểu chị bếp nấu trước một ấm nước sôi. Bà dặn Bạch Yến bình tĩnh và dè dặt để cho bà liệu mà đối đãi với khách. Bởi vậy cô Cẩm Hương bước vô giới thiệu ông Thứ Tiên là nhà văn khảo cứu phong tục để nâng cao ái tình, thì bà Quyện với cô Bạch Yến vui vẻ tiếp chào, mời khách ngồi tại salon. Ông Thứ Tiên ngồi một bên, cô Cẩm Hương ngồi một bên, bà Quyện ngồi ghế dài phía trong, còn Bạch Yến thì ra vô thôi thúc và chỉ biểu cho gia dịch bưng nước bưng bánh. Cô Cẩm Hương khởi đầu nói: "Thưa bà Quyện, ông Thứ Tiên đây là người sùng bái ái tình. Ông hay cậu Tất Đắc là con của một ông phủ quá cố, sắp thành hôn em Bạch Yến là con của một ông Quyện cũng quá cố. Vậy là đương môn hộ đối, vừa lứa xứng đôi. Mà rồi ông lại nghe cậu Tất Đắc thối thoát từ hôm bỏ đi mất, ông lấy làm bất mãn. Ông mới cậy tôi tiến dẫn đặng ông hầu chuyện với bà Quyện, tìm hiểu nguyên do sự thối thoát đó. Ngõ hầu ông theo dấu cậu Tất Đắc mà khuyên giải cho cậu hồi tâm trở về, tác thành cuộc nhân duyên khởi đầu tốt đẹp. Ai nghe cũng khen ngợi." Cậu Thứ Tiên tiếp nối liền: "Cháu xin lỗi với bà Quyện, việc nhà của bà Quyện mà cháu xen vô bàn luận hoặc hỏi han thì thiệt cháu vô lễ lắm vậy. Sở dĩ cháu bạo gan đến đây không phải cháu có ý tọc mạch, chánh là vì thở này cầm cây viết, cháu cứ thành tâm nâng cao ái tình là một mối tình thiên nhiên kỳ cựu do tạo hóa đặt ra từ khi mới có loài người. Tại trải qua muôn ngàn đời, có người hững hờ để phai lợt tình thiêng liêng cao cả đó đi. Tình cần phải củng cố, muôn loài mới phát triển. Mãi đến mấy đời sau này, ái tình lạc mất chánh nghĩa, hóa ra mối tình nhảm nhí, nguy hiểm, thấp hèn. Cháu thấy vậy bực tức chịu không được, nên mấy năm nay cháu hiến thân phụng sự ái tình, quyết nâng cao tình ấy, quyết làm cho thiên hạ hiểu chánh nghĩa cao cả của nó, đặng nhờ nó mà tạo an vui cho gia đình, xây phú cường cho đất nước. Hay tin bà Quyện đã định cuộc hôn nhân tốt đẹp cho cô em, mà tại cậu Tất Đắc vì cái liêm sĩ lỗi thời, cậu để ý hiềm nghi quá ra trắc trở. Vậy cháu quyết tìm cho được cậu, đặng cuộc tình duyên có thủy có chung, chứ không nên bỏ dở cho kẻ buồn người đợi. Nhưng trước khi đi kiếm, cháu muốn hiểu ý của bà Quyện với cô em đối với cậu Tất Đắc, đặng gặp cậu cháu nói chuyện với cậu mới mạnh miệng. Tại như vậy nên cháu mới cậy cô đốc dắt cháu đến đây, chứ cháu không có ý gì khác." Bà Quyện chúm chím cười. Bà mời ông Thứ Tiên ăn bánh uống trà. Cô Bạch Yến bưng dĩa bánh mà mời khách, rồi cô ngồi một bên mẹ mà nghe nói chuyện. Bà Quyện mới nói: "Ông lo là lo việc lớn, lo chấn hưng mỹ tục cho xã hội, nhưng việc đó nó lại có liên hệ đến việc nhà của tôi bây giờ. Vậy mẹ con tôi cảm ơn ông hết sức, để tôi tỏ gia đạo của tôi cho ông hiểu. Tôi quá bụa, lại không có con trai, chỉ có một chút gái đây mà thôi. Từ ngày cha nó qua đời thì mẹ con tôi hủ hỉ với nhau. Tôi chăm nom cho con học chữ đủ viết vậy thôi, rồi tập cho nó biết nữ công nữ hạnh, đặng sao nó hiểu phận sự của người nội trợ. Tôi không có cái tham vọng trật vọc như người ta. Năm nay con tôi lớn rồi, tôi tính kiếm người coi cúc tôi gả nó, đặng vợ chồng nó ở với tôi. Chớ gả cho người có cha mẹ thì nó phải về nhà chồng ở làm dâu,
tôi sống hiu quạnh chịu sao được. Cô đốc học đây là thầy cũ của con nhỏ tôi, cô hiểu ý tôi, cô mới làm mai cho con nhỏ tôi cho cậu tất đắc. Cậu đúng với điều kiện của tôi muốn, mồ côi cả cha mẹ, lại không có anh em chi hết. Hơn nữa cậu vốn là con nhà quan, tự nhiên có gia đình giáo dục. Cậu có qua Pháp mà học 5-6 năm, tự nhiên kiến thức rộng rãi, học lực đủ dùng. Có gặp cậu được vài lần tôi nhận thấy tánh tình vui vẻ bậc thiệp, tuy ưa pha lửng diễu cợt, song lời nói nho nhã dễ thương. Tôi nghĩ nhà tôi không phải giàu sang gì, trời cho mẹ con tôi có đủ cơm ăn vậy thôi. Con nhỏ tôi không có tài nghề, cũng không có nhan sắc, nó làm bạn như cậu tất đắc vậy thì vừa. Mong gả nó cho bác vào cái bác sĩ làm chi, tôi lấy chi mà nạp của hồi môn, nên mong gả cho bậc cao thượng. Tại như vậy nên tôi mới chịu gả con Bạch Yến cho cậu tất đắc. Nghĩ vì vậy coi cúc mà con tôi cũng vậy. Tôi muốn tính với cô đốc lễ cưới gả không nên làm rình rang. Tôi định ngày rồi mời bà con ít người tới ăn cơm chơi cho cậu tất đắc làm lễ ra mắt thân tộc, tục gọi là lễ cầu thân hoặc lễ sơ vấn, để thế cho đám hỏi, rồi chọn ngày tháng tốt sẽ làm lễ cưới. Mà lễ cưới tôi cũng tính làm cho giản tiện. Cậu ở chung chạ với anh em bạn chật hẹp, không nên nhóm họ rước dâu rình rang. Họ đàn trai tới làm lễ, rồi nhập phọc đàn gái cũng được. Tôi với cô đốc tính dễ lắm, đã thương nên mới gả, còn tính làm khó nổi gì. Hôm nọ con nhỏ tôi đi chợ, sẵn dịp nó đi luôn vô cầu kho mà thăm cô đốc. Tình cờ nó gặp cậu tất đắc cũng xuống đó chơi, hai đàn nói chuyện với nhau bàn tính ngày cưới. Cậu có tính ưa giễu cợt, lời qua tiếng lại có lẽ con nhỏ tôi thiệt thà khờ khạo, nó nói trống trải sao đó, làm đụng chạm lòng tự ái của cậu mà nó không dè. Cậu buồn nên bữa sau cậu mới gửi thơ từ hôn rồi bỏ đi mất. Tôi xem thơ rồi tôi rầy con nhỏ tôi. Tôi hỏi nó có khinh ngạo cậu hay giễu cợt cậu đào mỏ đào mồng gì hay sao mà cậu phiền. Nó nói nó không có nói chuyện kỳ cục như vậy hồi nào hết. Tôi đọc thơ kỹ lại thì cậu không có ý phiền mẹ con tôi. Trái lại cậu nói cậu kính tôi, cậu yêu con Bạch Yến. Nhưng vì kính, vì yêu đó, nên cậu hổ thẹn về sự giả dối, không có bằng cấp mà cậu xưng là bác vợt hầm mỏ. Bởi vậy cậu mắc cỡ, không muốn cho con Bạch Yến thấy mặt cậu nữa. Cuộc hôn nhân sắp thành, mà tại vì chút đó đó lại hiểu lầm, nên phải tan vỡ chứ không có gì hết. Cậu Thứ Tiên nói: Thưa bà, cô đốc có trao bổn sao bức thơ từ hôm đó cho cháu xem. Cháu đọc đi đọc lại rất kỹ, thì chỉ có cái điểm đó mà cậu tất đắc. Vì cậu giữ liêm sĩ thái quá nên cậu ái ngại, chứ không phải cậu phiền bà hay là chê cô em về chỗ nào hết. Trái lại cậu tự xét phận cậu mà cậu từ hôn chứ không có trách ai, thế thì cũng dễ cắt nghĩa cho cậu hiểu. Nhưng trước khi gặp cậu, cháu muốn biết coi ý bà và cô em có chấp trách cái việc mà cậu gọi là tội giả dối và mưu điếm đàn đó hay không. Rồi cháu sẽ đi kiếm mà giải hòa cho tóc tơ khỏi phân rẽ. Bà Huyện bực cười lớn và nói: Trời Phật ơi, lời nói giễu cợt với nhau để nghe chơi cho vui. Bữa mới gặp nhau lần đầu trong hội chợ, có ai lưu ý làm chi mà chấp trách. Việc đó như vậy à, để tôi thuật lại cho ông nghe. Lúc hội chợ, tôi với con nhỏ tôi vô xem chơi. Đến gian hàng bánh mứt của cô đốc đây, hai mẹ con tôi gặp cậu tất đắc. Cô đốc giới thiệu đặng làm quen, rồi cô mời hết ăn bánh uống trà nói chuyện chơi. Cậu tất đắc có tánh vui vẻ nên cậu kiếm chuyện chọc cô đốc đặng cười chơi. Cô đốc cũng vui miệng, cô nói diễu lại. Cô kêu là ông bác vật, bác vật đào mỏ, nó chơi cho vui chứ có gì đâu. Tôi cũng như con Bạch Yến, mẹ con tôi không để ý. Cách ít bữa cô đốc lên thăm tôi, cô nói chuyện làm mai. Tôi hỏi thăm gia đình gốc gác của cậu, tôi hỏi ý con tôi. Tôi nhận thấy cậu có đủ mấy điều kiện kén rể mà tôi mong ước, theo như lời tôi nói với ông hồi nãy đó. Vì vậy nên tôi chịu gả, chứ nào phải mẹ con tôi lầm tưởng cậu có bằng bác vật nên mới ham gả đó hay sao mà cậu hổ thẹn. Cậu nghĩ tôi lầm, té ra cậu khinh rẻ tôi quá, khi tôi mê chức bác vật chứ không biết nhân nghĩa chi hết. Tuy tôi là đàn bà dốt nát,
song tôi cũng biết giá trị con người cao hay thấp đều tùy tâm trí, tùy giáo dục, tùy phong độ, chứ phải tùy học nhiều hay ít, tùy bằng cấp lớn hay nhỏ đâu. Cậu tất đắc nói cậu hổ thẹn, mà cậu không về nói như vậy là cậu khi tôi. Cậu làm cho tôi phiền. Thiệt hôm nay tôi phiền cậu lung lắm mà. Phiền về chỗ đó chứ không phải phiền cậu gạt gẫm. Thứ Tiên nói: Bà nói như vậy cháu mới hiểu. Lời nói chơi mà cậu tất đắc nhẹ tánh, cậu dễ cảm dễ sầu quá, nên sanh ái ngại rồi hổ thẹn. Để cháu kiếm nặng cháu cắt nghĩa cho cậu hiểu. Ừ, ông có gặp cậu, ông làm ơn nói giùm cho cậu biết. Mẹ con tôi không có tưởng cậu là bắt vật hồi nào đâu, mà cậu nói gạt rồi cậu mắc cỡ. Trái lại đọc thơ của cậu tôi phiền nhiều. Phiền cậu khinh khi tôi. Cậu đã cho tôi mù quáng mà tự hôn, cậu cũng không thèm đến nói trước mặt tôi. Cậu bỏ đi mất, làm cho bà con người ta tưởng con Bạch Yến hư hèn, hoặc họ tưởng tôi khắc bạc, nên gả thiên hạ hay hết à, mà gần cưới cậu chê nên cậu bỏ, không thèm cưới. Cậu làm như vậy mẹ con tôi xấu hổ với bà con chòm xóm chứ, phải không ông? Thưa phải, bà nói đúng lắm. Để cháu kiếm cho nói hết cho cậu biết, rồi cháu ép cậu phải trở về mà chịu lỗi với bà. Cậu trẻ tuổi nên dục chạc, làm việc chi cứ do tình cảm mà làm đùa, không thèm ngó ảnh hưởng việc mình làm. Mà dí dầu cậu có ốc điếm đàn, kể chức bát vật mà gạt tôi đi nữa, bây giờ cậu biết ăn năn hối hận thì tôi cũng hỉ xả. Bà quảng đại quá, được bà nhặt mẫu như bà thì quý biết chừng nào. Làm mẹ gả con lấy chồng thì mong cho chàng rể biết thương con mình, chớ muôn sự gì nữa. Cậu tất đắc một hai nói cậu yêu con Bạch Yến, yêu nó thì đủ rồi, tôi có đòi hỏi điều chi nữa đâu. Nào phải người có bằng bát vật mới biết yêu vợ, còn người không có thì không yêu hay sao? Cậu không có bằng bát vật mà cậu có bằng liêm sĩ. Bức thơ cậu viết đó là bằng liêm sĩ của cậu, theo tôi thì nó quý giá hơn các văn bằng khác hết. Thưa bà nói rất đúng, nếu điếm đàn thì có liêm sĩ đâu, nên hổ thẹn mà viết thơ từ hôn. Ấy cũng là cậu gốc con nhà quan, có gia đình giáo dục đầy đủ nên cậu mới biết liêm sĩ. Phải lắm, cháu rất cảm ơn bà. Nhờ được hầu chuyện với bà, cháu mở trí thêm nhiều lắm. Bây giờ cháu có đủ lời lẽ mà thuyết phục cậu tất đắc dễ dàng. Thôi, cháu xin phép cháu về, đặng kiếm hai ông bạn Võ Lộ và Tự Cao ở chung một nhà với cậu tất đắc mà dò hỏi, cho biết coi cậu đi ngã nào, đặng cháu theo mà bắt trở lại. Thưa khoan, xin ông ngồi thêm một chút, đặng tôi hiến chút đỉnh tiền lộ phí cho ông đi xe mà kiếm. Thưa khỏi, cháu vì chủ nghĩa, vì công ích mà làm việc, chứ không phải vì tiền bạc mà thọ tiền của bà. Mà việc ông làm đó nó liên hệ đến việc riêng của tôi, thì tôi phải góp sức với ông chứ. Bà Quyện biểu Bạch Yến vô buồng mở tủ, lấy cái bóp tay đem ra cho bà. Bà lấy ba tấm giấy xăng trao cho Thứ Tiên, xin cậu thâu nhận để mướn xe đi kiếm tất đắc. Thứ Tiên cứ từ chối không chịu lấy. Cô Cẩm Hương cảm phục cách nói chuyện khôn ngoan của bà Quyện quá, nhưng muốn biết ý Thứ Tiên và tính hối thúc cậu bắt tay vào việc liền, nên cô cũng từ giả mẹ con bà Quyện mà về với Thứ Tiên. Cô Bạch Yến đưa khách ra tới cửa rào, cô trao một bổn sao bức thơ từ hôn cho Cẩm Hương, rồi cô nói với Thứ Tiên: Hôm nay má em buồn lắm, ông ráng kiếm giùm mà đem về cho má em hết phiền. Ông đem được ăn tất đắc trở về đây, em mang ơn ông lắm, em sẽ đền ơn xứng đáng. Thứ Tiên nói: Tôi làm thì phải được, cô em cứ bình an ăn ngủ cho khỏe, lâu lắm là vài tuần nữa sẽ làm đám cưới. Tôi được dự lễ cưới thì đủ cho tôi vui lòng rồi, cô khỏi đền ơn chi nữa. Nói dứt lời rồi đủ hai xe đem lại, Thứ Tiên đi với cô Cẩm Hương. Về dọc đường, cô Cẩm Hương nhớ tư cách đàng hoàng của bà Quyền hồi nãy, nhất là nhớ lời nói khôn khéo, khoan hồng, ôn hòa, giản dị mà ý nghĩa sâu xa, thì cô chúm chím cười hoài. Còn cậu Thứ Tiên gặp bà Quyện khác hẳn với người cậu tưởng tượng trong trí từ hồi sớm mơi. Sau khi nghe câu chuyện từ hôn, bởi vậy hồi nãy thì cậu ngạc nhiên, kính nể, rồi bây giờ cậu lo ngại, bâng khuâng. Liệu coi phải làm sao mà tìm cho được tất đắc đem về, trước cho xứng với lòng tín nhiệm của người đúng đắn, sau khỏi hổ với chủ nghĩa mình đã khoe khoang cao cả, nên mình tận tâm phục vụ. Vì cậu lo quá nên về tới cầu kho, cậu từ biệt cô Cẩm Hương xuống đò mà về luôn bên Vĩnh Hội, nói về nghỉ ngơi đặng tối đi thăm Võ Lộ với Tự Cao.
Về đến nhà, cậu Thứ Tiên nằm không yên. Hình dáng của mẹ con bà Quyện cứ vẫn dơ trước mặt. Lời bà Quyện nói cứ văng vẳng bên tai. Lại thêm mấy trăm đồng bạc xe cậu lãnh lấy của người ta, nó cứ nhắc nhở cậu phải sốt sắng, không được phép giải đãi. Bởi vậy ăn cơm tối rồi cậu thay đồ đi liền, đi qua chợ Thái Bình. Đến căn phố mà cô Cẩm Hương đã chỉ cho cậu, hồi sớm mơi cậu thấy cửa đóng bì bịch, lại có ống khóa, khóa ngoài. Bây giờ cửa mở bét, có đốt ngọn đèn dầu loe loét để trên bàn. Một thầy ngồi trên cái ghế ngoài cửa, khải gây đờ guitar. Còn một thầy ngồi gần ngọn đèn trong nhà mà đọc sách. Thứ Tiên bước vô chào, người khải đờn bèn ngưng đờn đứng dậy hỏi: "Ông muốn kiếm ai?" "Xin ông tha lỗi cho tôi hỏi thăm một chút, phải ông Châu Tất Đắc ở đây hay không?" "Phải, mà ảnh không còn ở đây nữa, ảnh đã đi chỗ khác 4-5 bữa rồi." "Tôi không hay, mà ổng đi xong hai ông bạn của ổng là ông Tự Cao với ông Võ Lộ còn ở đây chứ?" "Phải, còn ở đây. Tự Cao là tôi, còn anh Võ Lộ đương đọc sách kia. Ông biết hai anh em tôi hay sao?" "Tôi có nghe danh hai ông, nhưng chưa có hân hạnh được gặp mặt. Hôm nay được rảnh, tôi đến xin phép mà hầu chuyện với hai ông. Không biết hai ông có vui lòng mà tiếp tôi chăng?" "Được, chúng tôi lấy làm vinh hạnh mà được ông chiếu cố mới đến tể xá của chúng tôi. Vậy tôi mời ông vô." Tự Cao đưa Thứ Tiên vô cửa, vừa đi vừa kêu Võ Lộ ngồi trong mà nói: "Anh Võ Lộ, có ông khách muốn thăm anh em mình đây." Võ Lộ bỏ sách đứng dậy cúi đầu chào khách. Thứ Tiên đứng ngó hai cậu chủ nhà mà nói: "Tôi xin phép mà giới thiệu tôi với hai ông. Tôi là Thứ Tiên, tập viết phóng sự để đăng báo. Tôi có nghe danh ba ông ở chung với nhau trong căn nhà này. Tuy mỗi ông thờ một chủ nghĩa riêng, song cũng được vui trong cảnh thân yêu đầm ấm. Tôi xin thú thiệt, tôi cũng có chủ nghĩa, mà cũng ở chung với nhau được thì tôi ngạc nhiên chút đỉnh. Vì vậy nên tôi đến đây khảo cứu, coi ba ông nuôi trí cao thượng thế nào mà chí hướng khác nhau lại không mít nhau như vậy được." Tự Cao với Võ Lộ cười. Tự Cao vui vẻ kéo ghế mời Thứ Tiên ngồi, còn Võ Lộ thì dọn dẹp đồ để lộn xộn trên bàn đủ thứ. Rồi hai người chủ nhà ngồi một bên đối diện với khách hàng đặng dễ nói chuyện. Võ Lộ mới nói: "Theo thế tình thì ông bạn nghe ba anh em tôi khác ý mà ở chung một nhà được, ông bạn ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng nếu ông bạn được biết tâm trí của chúng tôi thì ông bạn sẽ nhìn nhận cách cư xử của chúng tôi không cậy pháp thuật quyền bí nào hết. Chỉ căn cứ trên hai nguyên tắc này: một là thành tâm dung thứ cho nhau, hai là sùng bái tự do của người. Ông bạn nghĩ mà coi, tạo hóa sanh loài người hiện theo nhân số trên mặt địa cầu kể đến số tỷ, vì phải phân tán ở khắp nơi, tớp ở nhầm chỗ lạnh, tớp ở nhầm chỗ nóng. Bởi vậy bị phong thổ ảnh hưởng nên màu da có vàng, có trắng, có đỏ, có đen. Nhưng người nào, màu nào cũng đều có mặt, có tay chân, cũng đi, cũng đứng, cũng ngủ, cũng ăn như nhau cả thảy. Mà tạo hóa lại trớ trêu, không cho lòng dạ giống nhau. Bởi vậy người thì ham muốn thế này, kẻ thì ưa thích cách khác. Thậm chí cha con hay anh em trong nhà mà tánh ý cũng không đồng nhau. Nếu chống với lý thiên nhiên, cha ép con hay anh ép em phải theo ý mình thì mất niềm hòa khí. Dầu con em ngoài mặt phải vâng, song trong lòng cũng buồn cũng tức. Vậy ở đời phải nhường nhịn nhau, phải dung chế cho nhau thì mới vui mà sống. Chứ khác ý thì cứ cãi cọ rầy ra với nhau hoài, mất hết ý nghĩa của sự sống. Huống chi từ đầu thế kỷ 20 này, khắp cả hoàn cầu đâu đâu cũng thờ thần tự do. Mình phải làm như người ta chứ. Mà mình thờ theo phận mình thì cũng nên để bạn mình thờ theo phận bạn, cãi lẫy làm chi. Có một điều cần yếu là mình hưởng tự do của phần mình thì chẳng nên phạm tự do đến phần bạn. Ví như tôi với anh Tự Cao ở chung một nhà, tôi buồn ngủ, tôi muốn được an tịnh mà ngủ. Còn anh Tự Cao cảm hứng, anh muốn ca hát cho vui. Đã biết ảnh có quyền tự do ca hát, tôi không được phép cản. Xong tôi có quyền tự do ngủ yên, ảnh hát ôm sờm, ảnh phạm quyền tự do ngủ của tôi. Vậy phải nhịn nhường nhau, hoặc tôi phải bỏ ngủ giấc ngủ mà đi chơi, hoặc anh Tự Cao phải đi chỗ khác mà ca hát để êm cho tôi ngủ. Nhờ ba anh em tôi biết rộng dung nhịn nhượng nhau và biết tôn kính tự do riêng của mỗi người, nên tuy khác ý song cũng thuận hòa mà ở chung với nhau mấy năm nay không biết xích mích. Thứ Tiên sợ người ta nghi rồi giấu giếm nên cậu chưa dám hỏi gấp việc Tất Đắc. Đã nghe Võ Lộ đàm luận rồi, cậu muốn gây cho Tự Cao nói chuyện nên cậu ngó Tự Cao mà hỏi: "Tôi muốn biết chủ nghĩa riêng của hai ông,
Vậy chứ hai ông có vui lòng nói cho tôi hiểu hay không? Võ Lộ phải đáp: chủ nghĩa của anh em tôi chẳng có chi cao kỳ mà không dám giải. Anh Tự Cao thì chí quyết ăn ở cho hợp với tên của cha mẹ đặt cho anh, đặng khỏi mang hư danh. Còn tôi gốc gác ở Bạc Liêu, tôi quen cách ăn ở xính xái, nên tôi lập chủ nghĩa vô khả bất vô khả mà ở đời. Giải thích: từ xính xái có nghĩa là đơn giản. Hết giải thích. Thứ Tiên cười mà nói: hai chủ nghĩa dường như trái ngược với nhau quá. Không, theo tôi thì giàu thế nào cũng được, bởi vậy tôi có nghịch với ai đâu. Anh bạn tôi đây muốn tự cao thì mặc ảnh, còn nếu ai muốn tự thấp thì cũng tùy thích, tôi không cản. Tôi không cãi với ai thì ai lấy cớ gì mà cãi với tôi được, nên nói trái ngược. Còn ông Tất Đắc ở đây, ổng thờ chủ nghĩa nào? À, anh Tất Đắc chủ nghĩa của ảnh khác, song cũng không trái với chủ nghĩa của tôi. Tôi rất tiếc không gặp anh Tất Đắc ở nhà, đặng tôi phỏng vấn luôn mà biết chủ nghĩa của ông nữa. Anh Tất Đắc thờ chủ nghĩa vô vi, vô tư lự. Ba chủ nghĩa của ba anh em tôi tuy hình thức và danh tự khác nhau, song cả ba đều căn cứ theo học thuyết của Lão Tử, chứ không lập dị, không cầu kỳ chi hết. Tôi xin thú thiệt với hai ông, tôi chưa biết học thuyết của Lão Tử. Ông bạn muốn làm phóng sự viên cho đúng đắn, ông bạn cần biết tam giáo, đặng xét tâm lý của sự vật để hiểu việc này bởi đâu mà sanh ra vậy, người nọ tại sao mà làm như vậy. Ông bạn chưa biết học thuyết của Lão Tử thì chịu khó khảo cứu thì tự nhiên sẽ biết. Cảm ơn ông, tôi sẽ khảo cứu. Nhưng tôi muốn hiểu trước điều này. Ông nói ông Tất Đắc thờ chủ nghĩa vô vi, nghĩa là không thèm làm gì hết. Giả ở đời phải làm mới có ăn, ông Tất Đắc không chịu làm, rồi ông mới lấy chi ăn mà sống? Bây giờ Tự Cao mới cười mà nói: tại ông chưa khảo cứu học thuyết của Lão Tử nên ông hiểu lầm. Xin ông tha lỗi, tôi không dám giảng giải học thuyết Lão Tử với ông. Phải bậc thượng trí có học thức cao siêu mới giảng nổi. Tôi nói ông hiểu lầm là gì? Ngày tôi mới gặp anh bạn Tất Đắc, tôi nghe ảnh nói ảnh thờ chủ nghĩa vô vi, tôi cũng bắt bẻ như ông mới nói đó vậy. Anh Tất Đắc cũng nói tôi hiểu lầm, rồi ảnh gắt nghĩa cho tôi nghe. Theo lời ảnh nói thì trời đất sanh vạn vật, thứ gì cũng có nguyên nhân, có lẽ tự nhiên của nó hết. Nó biến chuyển tự nhiên mà đâu đó đều hoàn bị, không cần ai sai khiến hay giúp đỡ. Nó tự làm lấy mà mọi việc đều hoàn hảo công bình. Nếu mình chen vô mà thúc đẩy hay sửa đổi, làm mất lẽ tự nhiên thì phải hư hại. Bởi vậy hai chữ vô vi của Lão Tử nghĩa là đừng làm sái lẽ tự nhiên của tạo hóa, chứ không phải là đừng làm gì hết. Việc gì cũng phải làm hết chứ, nhưng phải làm khi việc còn nhỏ chứ đừng chờ nó lớn. Phải làm khi việc còn dễ chứ đừng chờ nó khó. Đợi nó lớn nó khó rồi mới làm thì tất nhiên làm không nổi, phải hư hỏng. Thứ Tiên nói: thắc mắc khó hiểu quá, chờ có ông Tất Đắc, đặng tôi cậy ổng giảng giải rành chủ nghĩa của ổng cho tôi hiểu. Không biết ông vào giờ nào ổng mới về? Tự Cao liếc mắt ngó Võ Lộ mà đáp: anh đi ảnh không nói đi đâu, cũng không hẹn ngày về. Anh chỉ nói không thèm ở đất Sài Gòn này nữa, mà từ rày cho đến chết ảnh không không trở về đây. Thứ Tiên ngạc nhiên hỏi: ủa sao lạ vậy? Hai ông có biết tại sao mà ông quyết định bỏ biệt đất Sài Gòn hay không? Võ Lộ cười mà đáp rằng: hồi nãy tôi có nói với ông bạn rằng ba anh em tôi kính quyền tự do của mỗi người. Bởi vậy ai làm việc chi hay ai muốn đi đâu, chúng tôi không xúi, không cản, không hỏi, sợ xâm phạm tự do của người ta. Ở chung với nhau rồi một người rứt ra mà đi, có lẽ mình cũng phải hỏi tại duyên cớ nào mà đi, đi đâu, đi chừng nào rồi về chứ. Chúng tôi sống với chủ nghĩa chứ không phải sống với thế tình. Mà ông bạn có việc chi nên muốn gặp anh Tất Đắc hay sao? Có, người ta cậy nói một chút chuyện với ổng. Hai ông biết ổng đi đâu xin làm ơn chỉ giùm cho tôi, đặng tôi đi kiếm ổng. Cái đó thiệt chúng tôi không biết. Tự Cao đứng dậy mà ngâm: nghĩ điều trời thẳm vực sâu, bóng chim tâm cá biết đâu mà nhìn. Thứ Tiên cười mà nói với Võ Lộ: tôi có nghe ông Tất Đắc gốc gác ở Long Xuyên, không biết ổng có về đó hay không? Võ Lộ nói: hồi trước ông thân bà thân ảnh ở Long Xuyên, nhưng hai ông bà khuất hết, ảnh mới bán nhà cửa lên đây mấy năm rồi. Không hiểu ảnh có bà con ở dưới hay không. Nếu có việc cần thì ông chịu khó xuống Long Xuyên kiếm thử coi. Tự Cao nói:
Ông nói ông viết bài phóng sự cho mấy tờ báo, tự nhiên ông quen với mấy ông chủ nhiệm, vậy ông viết ít hàng kệ báo đăng giùm mà kiếm ông tất đắc. Ảnh đọc thấy tự nhiên ảnh về, ông khỏi mất công đi tới Long Xuyên xa quá. Võ Lộ lại nói: Ông có thể chạy đài phát thanh kêu gọi anh tất đắc giùm cho, và biểu ảnh trở về, kêu hoài mỗi bữa có lẽ thấu tới tai ảnh. Từ Cao nói: Hay là ông xin xăm hoặc cậy thầy bói chỉ coi ảnh đi hướng nào mới biết mà đi kiếm chứ. Võ Lộ nói: Còn cách này hay nhất mà lại mau lẹ nữa, là ông đến bó cáo anh tất đắc về tội gì đó, bội tín hoặc sang đoạt hoặc trộm cắp, thì nhà chức trách sẽ kiếm mà giải về. Thứ Tiên vội vã nói: Ý, làm cách đó không được, mít lòng lắm. Tự Cao nói: Còn một cách này nữa, ông viết quảng cáo mà đăng báo, hứa ai biết anh tất đắc ở đâu thông tin cho ông biết, ông sẽ thưởng một số tiền lớn. Thứ Tiên nói: Cách đó có lẽ làm được. Thứ Tiên biết hai cậu này giấu giếm không chịu nói thiệt, ngồi lâu nữa vô ích nên cậu đứng dậy cáo từ mà về. Bước ra đường, cậu thấy kẻ lên người xuống, cậu lơ lửng không biết đi tới đâu. Một chiếc xe xích lô chậm chạp đạp rề một bên mà cậu không thèm ngó. Hồi nãy đến đây, cậu thấy căn nhà mở cửa, cậu mang đầy một bụng hy vọng mà bước vào, tin chắc rằng cô Cẩm Hương là đàn bà không quen nói chuyện với nam nhi lãng mạn, nên bị họ pha lửng rồi rối trí không tìm ra lời mà dọ dẫm. Chớ cậu là trai tân tiến, cậu từng tiếp xúc với các giai cấp, từng lên diễn đàn mà nói chuyện trước 500-700 cặp mắt trông nhìn, mà cậu không khiếp sợ. Cậu có đủ lanh lợi, đủ khôn ngoan mà tráo trở, đặng xỏ mũi người ta mà dắt đi. Cậu sẽ biết chỗ tất đắc ẩn trú dễ dàng trong vài bữa, hoặc sáng mai đây cậu sẽ nắm tay tất đắc mà dắt về cho cô Cẩm Hương kinh hồn. Không biết chừng đưa luôn lên nhà bà huyện mà đòi cô Bạch Yến phải đãi một bữa cơm tạ ơn ông tơ sốt sắng. Hồi nãy bước vào hy vọng bao nhiêu, bây giờ trở ra cũng thất vọng bấy nhiêu. Cậu phú cho hai chân cậu muốn đưa cậu đi ngã nào tự ý, cậu không thèm kể, cứ cúi mặt xuống đất thủng thẳng lần bước mà suy nghĩ. Thứ Tiên đi một hồi lâu rồi cậu ngước lên, té ra cậu đi gần tới đường Gallieni. Nhờ nhà nước độc lập nên mới được đổi tên mà gọi là đại lộ Trần Hưng Đạo. Thấy tiện đường đi xuống cầu kho, cậu mới tính ghé nói chuyện với cô Cẩm Hương. Nhà cô Cẩm Hương còn mở cửa, đèn điện cháy sáng trưng. Thứ Tiên bước vô gõ cửa, cô Cẩm Hương ở trong đi ra. Thứ Tiên không đợi mời, xông vô kéo ghế ngồi liền, ngồi thở một cái khì, bộ như người mệt mỏi nên cần ngồi mà nghỉ. Cô Cẩm Hương ngạc nhiên, không hiểu tại sao hồi chiều đi thăm mẹ con bà huyện về thì bộ cậu lạc quan nên hăng hái, mà bây giờ cậu lại bí xị, uể oải, buồn hiu. Cô mới hỏi cậu ở bên nhà qua chơi hay là đi đâu về ghé. Thứ Tiên nói: Tôi đi qua chợ Thái Bình rồi về đây. Cô biểu người nhà đi mua cho tôi một ly cà phê đậm đặc, đặng tôi uống rồi tôi sẽ nói chuyện cho cô nghe. Cô Cẩm Hương kêu chị bếp đưa tiền mà biểu chị lấy ly đi mua cà phê, dặn chế cho thiệt đậm, rồi ngồi mà hỏi Thứ Tiên: Ông qua Thái Bình có gặp Tử Cao hay Võ Lộ hay không? Gặp đủ hai người hết. Sao? Ông hỏi có ra manh mối cậu nọ đi đâu hay không? Không ra khỉ gì hết. Tôi tưởng hai người đó đàng hoàng tử tế, tôi chắc họ sẽ nói thiệt cậu tất đắc đi đâu, đặng tôi theo mà giảng điều hư sự thiệt rồi tôi đem về. Té ra tôi gặp tụi trời ơi đất hở gì đâu, họ bày chuyện nói mênh mông mà không chịu chỉ, họ làm cho tôi thất vọng cực điểm. Tôi có hứa với bà huyện và cô Bạch Yến trong ít bữa tôi sẽ đem cậu tất đắc về. Bây giờ công việc mù mịt như vậy, tôi làm sao mà giữ lời hứa cho được. Bởi vậy tôi buồn quá. Tôi đã nói với ông, hai cha đó trớ trêu khó chịu lắm mà, chứ có phải như người ta đâu. Khó chịu thiệt. Họ bày chủ nghĩa rồi giảng giải học thuyết của lão tử, nói trên trời dưới đất mênh mông, làm cho tôi rối trí muốn đi, chứ không hiểu gì hết. Chị bếp bưng ly cà phê về, cô Cẩm Hương biểu chị bếp lấy bình đường và mời khách uống thử, nhưng không được ngọt thì thêm đường. Cô đợi khách uống ít hết cà phê đậm và nóng, đặng định thần lại rồi cô mới hỏi: Ông có than phiền với hai người đó về sự tất đắc báo hại người ta cả đám hay không? Kệ mai mối nói vợ, người ta chịu gả rồi lại viết thơ từ hôn và bỏ trốn, làm kỳ quá. Không không, tôi biết cách nói chuyện lắm mà. Ở chung một nhà, tất đắc nói vợ, có lẽ nào hai người đó không hay rồi bỏ mà trốn, có lẽ nào lại không biết. Tôi muốn để cho hai người đó đem chuyện ra mà nói, chứ tôi nói trước, họ nghi tôi là người của cô hoặc của bà Nguyệt cậy đi kiếm, rồi họ nói dối tôi tìm sao ra. Tôi làm bộ không hay biết chuyện hôn nhân của tất đắc. Tôi xưng tôi là phóng viên của nhà báo chí,
Tôi nghe ba cậu thờ ba chủ nghĩa khác nhau, lại ở chung một nhà, tôi đến phỏng vấn. Võ Lộ với Tự Cao chụp giải luôn chủ nghĩa của hai cậu cho tôi nghe, rồi giải luôn chủ nghĩa vô vi của Tất Đắc nữa, nói minh mông về đạo Lão Tử. Tôi làm bộ không hiểu, tôi muốn gặp Tất Đắc, đặng xin cậu giải cho rành. Hai người mới nói Tất Đắc đi mất, không trở về Sài Gòn nữa đâu mà trông. Tôi biết họ giấu nên tôi dò hỏi coi đi đâu, đặng tôi theo mặt kiếm. Họ cứ nói không biết, tôi liệu hỏi không ra nên tôi về. Tôi có hỏi rồi, họ không chịu nói mà. Họ muốn giấu thì để cho họ giấu, tôi với cô góp sức mà kiếm cũng được, đừng thèm cầu ai hết. Tôi xin hỏi cô điều này, cô biết Tất Đắc có tiền bạc nhiều hay không? Không có nhiều. Áo quần đặt may thì tôi trả tiền. Bữa lên nhà Bạch Yến ăn cơm, làm như lễ cầu thân đó, thì tôi có đưa cho cậu 100 mà bỏ túi vậy thôi. Tôi chắc cậu ra đi trong mình cậu không có tới 200 đồng bạc. Hai người kia có giúp cho cậu bớt quá thêm vài trăm nữa mà thôi. Vậy thì cậu không thể đi xa được. Bây giờ tôi tính như vậy, tôi bắt đầu lục kiếm dùng Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định trước. Như không có, tôi sẽ lần ra mấy tỉnh chung quanh đây như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Gò Công, Tân An, Mỹ Tho. Trong lúc tôi rảo đi kiếm đó, tôi cậy cô chịu khó vô lăng ông thượng. Trong bà chiểu, cô đem tên họ và tuổi của Tất Đắc mà giái, đặng xin một cây sâm, coi cậu đi hướng nào và mình có thể tìm được cậu hay không. Nếu cô nghe thầy bói hoặc sát đồng nào nói giỏi thì cô làm ơn đến coi thử cho biết, đặng mình trì trí mà kiếm. Ví như sâm với sát đều không thể tìm được, thôi thì mình chịu lỗi với bà Quyện mà bỏ, khuyên bà chọn người khác mà gả cô Bạch Yến, chứ tìm kiếm làm chi nữa cho thất công. Được, ông đi dò kiếm đi, tôi lãnh phần xin sâm và coi bói cho. Tôi muốn làm ơn mà báo cho tôi tốn cả ngàn rồi bỏ đi mất, thiệt tức tu quá. Cô có gặp bà Quyện hay cô Bạch Yến, cô nói cách chị em mình sắp đặt như vậy cho mẹ con bà Quyện hay, đặng khỏi trách mình nói dốc rồi bỏ qua. Cô làm liên lạc giùm một chút, chứ kiếm chưa được tôi ngỡ ngàng quá, tôi không muốn gặp mẹ con bà Quyện. Hai người thỏa thuận với nhau như vậy, rồi Thứ Tiên mới đi về. Từ đó vì danh dự, vì lời hứa, vì chủ nghĩa mà cũng vì tiền bạc, nên cậu Thứ Tiên với cô Cẩm Hương mỗi người một ngã, hễ rảnh thì lo làm phần việc của mình. Cô Cẩm Hương xin xăm thì xăm nói về phần số khiến Ngưu Lang phải lìa chức nữ. Kẻ bên Tây bôn ba, người bên Đông chờ đợi, nhưng đến năm Ất Mùi mới nghe tin tức, rồi qua tháng Dậu tháng Hợi sẽ được hiệp hòa một cửa vui vậy. Cẩm Hương cho Thứ Tiên hay tin ấy. Mặc dầu xăm nói rành rẽ như vậy, Thứ Tiên cho là chuyện xa vời không thể tin được, nên cậu cũng nỗ lực tìm kiếm. Cách ít bữa, cô Cẩm Hương lên thăm mẹ con bà Quyện, thuật cách sắp đặt tìm kiếm cho mẹ con bà nghe, rồi đưa lá xăm ra mà đọc lại lời của người bạn giùm. Cô Bạch Yến nói chị bếp cô dắt cô đi coi xác đồng trên Phú Nhuận. Người ta đồn xác nói hay lắm, xác hỏi tuổi rồi nói hai tuổi có duyên nợ với nhau, không thể gì bỏ nhau được. Tuy mạng số khiến nhân duyên ban đầu phải trắc trở, nhưng trong ít năm rồi sẽ sum hiệp, trai tài phỉ chí, gái sắc phỉ tình. Bạch Yến đương vui vẻ lại nghe lời xăm cũng nói như vậy nữa, thì cô càng thêm hớn hở, nên cô nói trước mặt bà Quyện với cô Cẩm Hương rằng dầu phải chờ đến già răng rụng tóc bạc cô cũng chờ, chứ cô không ưng chồng nào khác, dẫu giàu sang đến bực nào cô cũng không ham. Trong mấy tháng, Thứ Tiên rảo khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Bà Chiểu và đủ mấy tỉnh chung quanh nữa, mà dò hỏi hết sức cũng không ai biết Tất Đắc ở đâu mà chỉ. Cậu cậy hai tờ báo đăng giùm lại rau, xin Tất Đắc ở chỗ nào thì viết thơ về tòa soạn cho cậu biết, đặng cậu đến thương lượng về cuộc làm ăn. Lời rao đăng ở mỗi tờ báo nửa tháng mà không có hiệu quả gì hết, cậu tỏ ý muốn xuống Long Xuyên mà kiếm. Cô Cẩm Hương lên thuật công phu của Thứ Tiên như vậy cho bà Quyện nghe. Bà Quyện cảm ơn hết sức và bà đưa thêm cho Cẩm Hương 200 đồng bạc nữa, cậy trao cho Thứ Tiên mà giúp tiền xe. Thứ Tiên được tiền thêm, cậu tính bà Quyện muốn cho cậu đi Long Xuyên, bởi vậy cậu đi xuống ở hai bữa rồi cũng vô ích. Nghe người ta đồn bên đường Hàng Xanh có cô sát coi hay lắm, cô Cẩm Hương tìm qua cậy coi tuổi Tất Đắc với tuổi Bạch Yến có thể xâm hiệp được hay không. Cô sát này cũng nói hai tuổi có duyên nợ, vì yêu nhau một cách cao thượng nên xa nhau, chứ không phải chê hay ghét, không sớm thì muộn thế nào cũng được xâm hiệp. Thứ Tiên cùng đường rồi, cậu trở lại thăm Từ Cao với Võ Lộ nữa, mà hỏi Tất Đắc có về hay là có cho biết bây giờ ở đâu hay không. Hai cậu này cũng nói không có tin tức gì hết, rồi lại nói nếu kiếm Tất Đắc không gặp thôi thì để hai cậu giải sơ dùm học thuyết Lão Tử cho mà nghe đỡ. Thứ Tiên đã chán rồi nên lật đật đứng dậy từ chối. Tôi rất cảm thạnh tình của hai ông, bữa nay tôi nhức đầu
lại còn có hẹn lỡ với một ông bạn khác nên ngồi lâu không được. Vậy xin để bữa khác rảnh rỗi rồi tôi sẽ hầu chuyện và bày tỏ chủ nghĩa thiên nhiên của tôi cho hai ông nghe. Võ Lộ nói: Chủ nghĩa thiên nhiên đó cũng thuộc về học thuyết của Lão Tử đã. Nếu vậy chúng ta đều chung một phái hết mà. Thứ Tiên không muốn gây ra chuyện dài nên cậu cười rồi cáo biệt mà đi liền. Thứ Tiên nghĩ đã cùng đường rồi, không còn biết ngã nào mà đi nữa, nên một bữa Chủ nhật cậu rủ cô Cẩm Hương đi thăm bà Quyện Hớn, đặng cậu cáo lỗi về sự cậu bất tài nên tìm không ra tất đắc. Bà Quyện niềm nở tiếp rước, bà thành thiệt tỏ lời cảm ơn Thứ Tiên đã dày công bền chí mà lo dùm việc trăm năm cho con bà. Dầu tìm được hay không được, ấy là do lẽ trời, chứ bà biết công ơn của cậu thiệt là nhiều, không bao giờ mẹ con bà quên được. Cô Bạch Yến cũng tiếp mà cảm ơn Thứ Tiên với cô Cẩm Hương, và một lần nữa cô cương quyết mà nói rằng dầu bác vật hay không bác vật, Châu Tất Đắc cũng là chồng của cô mà thôi, vậy cô chờ Tất Đắc cho tới mãn đời cũng được. Chừng đi về dọc đường, cậu Thứ Tiên mới nói với cô Cẩm Hương: Tình của cô Bạch Yến đó mới gọi là ái tình, sấm sét không dở, mưa nắng không phai, vậy mới đáng cho người đời kính thờ chứ. Hết tập 1. Còn tiếp